Chương 3660, Chiến Chư Thiên. Dám gọi thẳng Chư Thiên tục danh, Trương Nhược Trần thần âm, kinh sợ rất nhiều thần linh bên ngoài đi vào mảnh tinh vực này. Những năm này, Trương Nhược Trần quật khởi quá nhanh, mỗi cách một đoạn thời gian đều là truyền ra kinh khủng chiến tích khiến chư thần kinh hãi. Nếu không tận mắt thấy, thật không có người tin tưởng, ngắn ngủi mấy ngàn năm tu hành, có người có thể đánh bại Tạ Thiên Y, nhan vô khuyết. Mà bây giờ, vị này đương thời chói lóa nhất tân tinh, ở ngay trước mặt bọn họ, đánh bại thời gian thần điện điện chủ mộ dung hoàn, càng lấy tư thái kiêu căng, trực diện thiên đình 20 chư thiên một trong, thái lai thiên, đây là cỡ nào chi khí phách, chư thiên, là đương thời cường đại nhất nhân vật, là tất cả thần linh mục tiêu truy đuổi, ai không muốn đứng hàng chư thiên, ai không muốn bao quát chúng sinh, chấp trưởng vũ trụ một phương quyền hành, giờ phút này, trương nhược trần cái tên này trở nên vô cùng sán lạn. Rất nhiều người phảng phất đều trông thấy một tôn thủy tổ đang quật khởi. Tuổi nhỏ thủy tổ xưng hào. Danh sưng thật không ngoa. Oanh, cái kia đạo màu lam phát ra thần quang vết rách triệt để vỡ vụn. Quang hoa rủ xuống, một đạo thân ảnh màu xanh. Dưới chân dẫm lên tường vân. Không ngừng chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Mộ dung thái lai, kế thừa chính là mộ dung gia tộc võ đạo. Đi là đạo gia một mạch, nhìn qua khoảng 40 tuổi, tóc mai thật dài rủ xuống đến bên hông, lông mày như thanh phong, mũi như huyền đảm, tát ra chư thiên lăng lệ bá đạo chi khí, cũng có đạo gia tu sĩ tiên phong đạo cốt. Đương nhiên, có thể thấy rõ hắn dung mạo, chỉ có Trương Nhược Trần cùng Long chủ, thần linh bên ngoài tinh vực, chỉ có thể trông thấy một đạo khí tức cường đại tường vân thần quang. Sau đó liền khom người lễ bái, Trương Nhược Trần cùng Long chủ tự có một cỗ ngạo khí, đều khí thế ngoại phóng, cùng chư thiên uy thế đối kháng không muốn bị ép một đầu. Long chủ lưng thẳng, lỗi lạc như tùng, cất giọng nói, theo ta được biết, chư thiên tự có quy ước, thiên đình nội bộ sự tình, đều không thể tùy tiện xen vào. Mộ dung thái lai đỉnh đầu nổi trôi màu lam thần huy, đem hư vô thế giới hư vô xua tan, không buồn không vui nói, cực vọng, bản thiên cùng ngũ long thần hoàng giao tình tương đối tốt. Mộ dung gia tộc cùng thiên long giới, côn luân giới một mực giao hảo. Hai người các ngươi vì sao như thế không niệm ngày xưa giao tình? Không để ý Thiên Đình liên minh chi nghĩa, muốn đưa Mộ Dung Hoàn vào chỗ chết. Mộ Dung Hoàn tuổi tác so Mộ Dung Thái Lai càng lớn, xét trên bối phận cũng so Mộ Dung Thái Lai cao hơn. Là thúc phụ, nhưng Mộ Dung Thái Lai lại gọi thẳng tên. Đây chính là chư thiên chi khí, cường giả khí độ, Long chủ nói, Thái Lai Thiên coi là thật không biết sao? Xin hỏi Thái Lai Thiên bất hoặc thủy tổ di tồn tinh thần lực tàn hồn phải chăng đã giáng lâm thời đại này có phải là từ thời gian thần điện tiếp dẫn trở về huyết vụ cùng tinh thần lực hồn vụ nhanh chóng ngưng tụ mộ dung hoàn thân thể dần dần thành hình mộ dung thái lai trầm mặc một lát nói không sai bất hoặc thủy tổ đã trở về chuyện này đối với thiên đình chư thiên vạn giới mà nói chính là sự tình cực kỳ may mắn loạn thế đến thiên hạ dung truyền một giới nói vong liền vong ước vạn sinh linh hóa kiếp cho. Chúng sinh đều khổ, thiên đình cần càng nhiều cường giả thủ hộ. Chúng ta hẳn là liên hợp hết thảy tất cả lực lượng có thể. Lấy ứng đối địa ngục giới, loạn cổ ma thần, lượng tổ chức, thậm chí cả tương lai lượng kiếp. Thiên đình chư thiên, có lẽ lý niệm trên có không hợp. Đối cổ cường giả cầm thái độ hoài nghi, nhưng tuyệt không phải một mực đối địch. Liền thiên tôn, cũng không có nói qua. Nhất định phải chém giết tất cả dáng lâm cổ cường giả. Hai người các ngươi có tư cách gì thẩm phán việc này trương nhược trần cùng long chủ còn chưa có quá lớn phản ứng nhưng mảnh tinh vực này bên trong những thần linh lại là đã vỡ tổ chỉ vì bất hoặc thủy tổ thanh danh quá thịnh đặc biệt là đối tinh thần lực tu sĩ mà nói quả thực xem làm vô thượng chân tổ hận không thể lập tức tiến đến mộ dung gia tộc triều thánh trương nhược trần nói xin hỏi thái lai thiên mộ dung hoàn mượn vĩnh hằng chi thương cho ngọc động huyền tại hồn giới bố cục muốn giết ta Việc này, ngươi có biết sự tình? Mộ Dung Hoàn, Ngọc Động Huyền, Phụng Tiên Giáo Chủ, Tần Dương Tử tại thời gian thần điện mật nghị nhiều ngày. Làm chư thiên, Mộ Dung Thái Lai như hoàn toàn không biết rõ tình hình. Trương Nhược Trần là căn bản không tin. Mộ Dung Hoàn đã hoàn toàn ngưng tụ ra nhục thân. Trầm giọng nói, Trương Nhược Trần, ngươi mượn thiên tôn danh nghĩa. Tại thiên đình tùy ý làm bậy. Bài trừ đối lập, lạm sát kẻ vô tội. Bổn điện chủ chính là muốn giết ngươi ai làm nấy chịu, việc này cùng mộ dung gia tộc không quan hệ. Thái Lai Thiên cũng không can dự. Trương Nhược Trần nói, điện chủ tốt một cái dám làm dám chịu. Phong tộc cùng mộ dung gia tộc thế hệ quan hệ thông gia. Phong Nham chính là phong tộc tộc trưởng. Người vì sao muốn tính toán hắn, dẫn hắn đi hồn giới, đưa hắn vào chỗ chết. Mộ dung hoàn đương nhiên sẽ không nhận. Nhận, mộ dung gia tộc cùng phong tộc nhất định vạch mặt. Mộ dung hoàn nói bổn điện chủ nhắc nhở qua ngọc động huyền muốn bảo vệ tốt nham nhi tiệt không có ý nghĩ muốn đưa hắn vào chỗ chết trương nhược trần người đừng muốn châm ngòi mộ dung gia tộc cùng phong tộc quan hệ người ngược lại là đẩy đến sạch sẽ nhưng phong tộc chư thần sẽ tin sao trương nhược trần lười nhác tại việc này bên trên cùng hắn tranh luận tiếp theo nhìn về phía mộ dung thái lai hỏi thái lai thiên có biết huyết phu tà hoàng đương nhiên biết tên nhược trần đại trưởng lão đây là có gì chỉ giáo Mộ Dung Thái Lai nói. Trương Nhược Trần nói. Huyết phù tà hoàng tại hồn giới hiện thân. Bị chúng ta chấn áp. Trên người hắn mang theo có bất hoặc thủy tổ luyện chế một chương thần phù. Ta có thể hay không cho rằng. Hắn là các ngươi mộ dung gia tộc dưới cờ tu sĩ. Mộ dung thái lai ánh mắt ngưng tụ. Hướng mộ dung hoàn nhìn lại. Mộ dung hoàn nhìn hầm hầm trương nhược trần. Nói, thiên hạ đều biết. Huyết phù tà hoàng xuất thân xá giới. Chính là cổ chi cự đầu hắn nhân vật như vậy, có chịu cam tâm ở dưới người. Trương Nhược Trần, người đây là ẩn chứa cái gì dã tâm, lòng chủ cùng mộ dung thái lai xem như quen biết cũ. Âm thầm truyền âm, đem hồn giới chuyện phát sinh cáo chi, mộ dung thái lai thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Hiển nhiên là ý thức được việc này không thể coi thường. Hơi không cẩn thận, toàn bộ mộ dung gia tộc đều có tai họa ngập đầu. Long chủ nói, Thái Lai Thiên nếu không tin, có thể đi hướng chân lý điện chủ chứng thực lòng chủ lời này không thể nghi ngờ là tại nói cho mộ dung thái lai tuyệt đối không nên có ý niệm xấu hoặc là ý nghĩ giết người diệt khẩu nếu là mình cùng trương nhược trần phân lượng không đủ chân lý điện chủ liền sẽ ra mặt đến lúc đó sẽ không còn đường lùi mộ dung hoàn phần lưng cùng ngực thần hành phù lấp loé tinh thần lực thiêu đốt bộc phát ra không có gì sánh kịp tốc độ trốn chạy còn muốn đi trương nhược trần dẫn động địa đình chấn vỡ mộ dung thái lai thần khí áp chế. Tiếp theo, trong tinh không nhảy vọt, rất mau đuổi theo bên trên mộ dung hoàn. Trương Nhược Trần, coi như mộ dung hoàn phạm phải sai lầm lớn, cũng có mộ dung gia tộc gia Pháp xử trí, hoặc là thiên cung thiên điều thẩm phán. Một cái dài chừng mười trượng đạo Pháp đại thù, cách không bắt lấy địa đỉnh, ngăn cản Trương Nhược Trần công phạt mộ dung hoàn. Trương Nhược Trần nhìn xem mộ dung hoàn càng trốn càng xa. Mắt nhìn mộ dung thái lai, nói. Thái Lai Thiên đây là nhất định phải bao che mộ dung hoàn. Mộ dung gia tộc đứng ngạo nghễ vũ trụ, thiên cổ bất diệt, không biết thụ nhiều ít đại thế giới tu sĩ kính trọng. Người không có tư cách thẩm phán mộ dung gia tộc tu sĩ. Mộ dung Thái Lai thanh âm hạo đãng truyền khắp tinh vực, để mỗi một vị thần linh đều rõ ràng nghe được, cực kỳ cường thế, trương nhược trần ánh mắt càng ngày càng lạnh, nở nụ cười, Thái Lai Thiên hiểu lầm, đây không phải thẩm phán, là thù riêng, lòng thúc không thể để mộ dung hoàn đào tàu gặp long chủ hướng mộ dung hoàn đuổi theo trương nhược trần toàn thân thần khí vận chuyển từ địa đỉnh chân và quán chú đi vào soạt trên hồng đỉnh đồ văn lưu động thần quang hồng hoang thế giới bạo phát đi ra chấn vỡ mộ dung thái lai cái kia đạo pháp đại thủ trương nhược trần tay cầm chân vạc như là kéo lấy một tòa đại thế giới bay về phía mộ dung thái lai nói ta đến có thể hay không cùng chư thiên chi uy mời thái lai thiên chỉ dậy một nháy mắt, địa đỉnh đã là ngang nhiên đập xuống. Mộ Dung Thái Lai làm chư thiên, tự nhiên không có khả năng thật cùng Trương Nhược Trần giao thủ. Như thế, coi như thắng, liền rất khó coi, không những thế nhiều ít bị người chế nhạo. Bất quá, Trương Nhược Trần khí tức cực mạnh, địa đỉnh sức mạnh bùng lên ba động, tuyệt không phải bình thường đại tự tại vô lượng đỉnh phong có thể so sánh. Làm hắn không thể không ra tay ngăn cản. Mộ Dung Thái Lai một tay vác tại sau lưng, có để Trương Nhược Trần một cái tay để tránh cho lời đàm tiểu ý tứ. Một trưởng nhẹ nhàng đưa ra, đón lấy rơi xuống địa đỉnh, đỉnh ngưng ra hồng hoang thế giới. Bị hắn cái bàn tay này, dễ dàng đánh xuyên, bàn tay hắn mới vừa cùng thân đỉnh đụng vào, liền sắc mặt biến hóa. Chỉ cảm thấy, một cỗ phá vỡ thiên hủy địa lực lượng truyền đến, ẩm ẩm, mộ dung thái lai trên thân thần quang nở rộ, vô tận quy tắc thần văn phun ra tuôn ra, chặn Trương Nhược Trần một kích này trương nhược trần tâm đột nhiên trầm xuống chư thiên lại mạnh như vậy sao tại trương nhược trần xem ra mình gần nhất vô luận là nhục thân vẫn là tu vi đều đột nhiên tăng mạnh đối đầu không có đặt tới bất diệt vô lượng chư thiên hẳn là có lực đánh một trận nhưng dù cho mình mượn địa đình chi uy toàn lực đánh ra một kích lại bị người dễ dàng đứng tại chỗ liền đón lấy chuyện này với hắn tự nhiên tạo thành đà kích cực lớn hắn lại không biết mộ dung thái lai trong lòng rung động lại càng lớn. Vừa rồi, mộ dung thái lai vốn là dự định, chỉ dùng nhục thân lực lượng, tiếp trương nhược trần địa đình, lại bị áp bách đem thần khí cùng quy tắc thần văn đều phóng thích. Bộc phát ra toàn lực, lại vẫn như cũ bị địa đỉnh nện đến cánh tay thấy đau. Thân hình lay động, như hắn phản ứng hơi chậm một chút, chắc chắn sẽ bị địa đỉnh đánh bay. Mất hết mặt mũi, lại đến, trương nhược trần đem hồng đỉnh gọi ra. Một tay cầm một con địa đỉnh giống như vặn lấy hai con thanh đồng chiến truy, thay nhau hướng mộ dung thái lai oanh kích tới. 18 trượng bên trong, trương nhược trần chiến lực kinh khủng, thể nội phảng phất lực lượng có không dùng hết, mộ dung thái lai nhức đầu không thôi, vẫn như cũ một tay để tại sau lưng, nhưng đã bắt đầu ngưng tụ thần thông, một đạo lại một đạo thủ ấn đánh ra, cùng địa đỉnh, hồng đỉnh đối bính, mỗi một kích đối bính, cánh tay đều đau đau nhức muốn nứt, nhục thân gần cốt giống như là muốn vỡ vụn nhục thân gánh cửu đỉnh. Đây tuyệt đối coi là phi thường không tầm thường. Nhưng, thần linh tụ tập đến mảnh tinh vực này, lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên sự tình. Cũng không cảm thấy cái này có gì đặc biệt hơn người. Ngược lại đều bị Trương Nhược Trần bạo phát đi ra chiến lược chấn kinh. Trương Nhược Trần thế mà khiêu chiến chư thiên. Người thật to gan, lại dám gọi thẳng Nhược Trần đại trưởng lão tục danh. Lúc trước khuyên can long chủ cùng mộ dung hoàn vị kia thần vương. Sợ hãi than nói nhược trần đại trưởng lão thật cường hãn thực lực, thế mà làm cho Thái Lai Thiên dùng ra thần khí cùng quy tắc thần văn. Liền thần thông đều phát huy ra, nhớ ngày đó, địa ngục giới một vị đại tự tại vô lượng đỉnh phong quỷ đế. Thế nhưng là bị Thái Lai Thiên cách một tinh vực đả thương. Không giống, Thái Lai Thiên hiển nhiên không có dùng ra toàn lực, chỉ dùng một cái tay, bị động phòng ngự mà thôi. Lão nhân ra ông ta hiển nhiên là không muốn lấy lớn lấn nhỏ theo thể nội thần khí điên cuồng vận chuyển, Trương Nhược Trần nuốt xuống bên trong hồng đỉnh thần dược, 83.990 khỏa xá lợi tử, đều đang nhanh chóng bị huyết nhục hấp thu, thiếu dương thần sơn, ngay tại cấp tốc hướng ngũ hành kim đạo viên mãn chi cảnh diễn hóa. Hết chương 3660 rồi ạ, à. xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS channel bạn nhé.